one day I'll hear the laugh of children in a world where war has been banned. One day I'll see men of all colors sharing words of love and devotion. Thank you.
Sĩ đã thành đạt được
Thì đó là một cái sự hãnh diện lớn của người Việt nói riêng và của tất cả mọi người nói chung. Lớn của ba vị bác sĩ ở nhà cho congratulations and I wish you have a long life, happiness and successful. Hôm nay chúng con xin cảm ơn thầy Vinh Lý, thầy Vinh Huy và thầy Nhật Tụng đã hết lòng trời nắng nôi bao nhiêu mà tới đây chúng con rất là cảm động, chúng con không bao giờ quên. Cảm ơn các thầy. Bây giờ cha không biết để nói gì để mà thầy ơi, cha để con thích ăn cũng được. Say something. Say something. Is she lovely? I'm proud of her. Yeah. I'm proud of her, right? Yeah. She's my daughter. I'm proud of her. She's my daughter. And your doctor too. Right? And doctor. Okay, Tom. Thank you, everyone, for coming. It means a lot to us and our family. Thank you.
sau kế đây là Lê Nhà Văn, con gái thứ tư của vợ chồng anh và hiện sẽ trình diễn một bài hát của điểm tiếp. Lệ Dung sẽ độc đấu trước.